Sáng ngày 5 tháng 11, Thường trực Hội đồng dân huyện tổ chức giao ban Thường trực Hội đồng dân các xã thị trấn. Đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Thế Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân huyện, đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Thủy Nguyên đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân thành phố và bầu ra 39 đại biểu Hội đồng dân huyện, 945 đại biểu Hội đồng dân xã thị trấn. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng dân các xã thị trấn đã bầu ra Thường trực Hội đồng dân, các ban Hội đồng dân để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng dân. Hội đồng dân các xã thị trấn đã tổ chức tốt các hoạt động theo luật định, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 và các kỳ họp chuyên đề theo đúng quy định. Chương trình kỳ họp được đổi mới cho phù hợp với điều kiện và tình hình dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo về chất lượng, nội dung kỳ họp. Chất lượng các văn bản trình tại kỳ họp được nâng lên, dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động thảo luận chất vấn, số lượng đại biểu tham gia thảo luận chất vấn tăng lên so với nhiệm kỳ trước, nội dung có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tế. Qua các kỳ họp, Hội đồng dân các xã thị trấn đã ban hành 574 nghị quyết. Các ban Hội đồng dân xã thị trấn thực hiện tốt thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân trình kỳ họp Hội đồng dân xã thị trấn theo lĩnh vực được phân công. Các đại biểu Hội đồng dân xã thị trấn thường giữ mối liên hệ thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có nhiều kiến nghị phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết, thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương. Công tác kết phối hợp hoạt động Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc được chặt chẽ và thống nhất trong việc chuẩn bị nội dung, thời gian của kỳ họp cũng như điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân đúng quy định của pháp luật. Qua nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện ghi nhận những kết quả Hội đồng nhân dân các xã thị trấn đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ. Đồng chí đề nghị các địa phương duy trì đều đặn các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, đồng thời chuẩn bị các nội dung phục vụ các cuộc họp, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể từng tháng cho các ban. Công tác xây dựng các nghị quyết cần nghiên cứu kỹ việc ban hành các nghị quyết cả về nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, đảm bảo các nghị quyết ban hành đúng quy định và có tính khả thi, chủ động xây dựng các danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm Hội đồng nhân dân. Theo đó, giám sát mỗi năm ít nhất 2 lần, mỗi ban Hội đồng dân xã thị trấn, mỗi quý giám sát hoạt động ít nhất mỗi quý 1 lần. Trước mắt chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm Hội đồng dân xã thị trấn, đảm bảo xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.